Xin chào tất cả quý vị, cô chú và anh chị. Hiện tại Tâm và hai người bạn nữa đang có mặt ở địa chỉ thôn Trung, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Thì hôm nay Tâm đến đây để chia sẻ cho các bạn biết đến cái hoàn cảnh anh Quách Văn Công. Không may anh bị cảm chết và để lại cho vợ, ba người con nhỏ và hai ông bà. Thì cái tuổi của ông bà cũng đã già và không thể làm gì nữa. Và trong khi đó, vợ của anh Quách Văn Công cũng không đi làm cái công việc gì do sức khỏe của chị cực kỳ yếu. Mà bây giờ chị phải gánh vác trên đôi vai là ba người con của mình và ông bà nữa. Thì hôm nay Tâm đến đây để chia sẻ cho các bạn biết và để nhờ các bạn chung tay giúp đỡ để gia đình có một cái cuộc sống là tốt hơn. Thì Tâm mời tất cả mọi người cùng Tâm đi vào nhà của anh Quách Văn Công, người vợ của chị là Nguyễn Thị Lâm, còn ba người con của anh chị thì hiện tại thì đi học các bạn ạ. Thì tại vì hôm nay Tâm và hai người bạn của Tâm đây đến đây thì vào đúng vào cái ngày thứ năm các bạn ạ. Cho nên là ba cháu đã đi học. Thì cháu đầu nhà chị là Quách Bạch Cúc sinh năm 2006 và cháu thứ hai là Quách Thu Hoa 2008, còn cháu thứ ba là Quách Bảo An 2014. Các cháu còn rất nhỏ tuổi các bạn. Thì bây giờ anh Công không may đã mất đi. Thế nào thì anh sao đấy làm được gần 3 tháng rồi chị? Được 2 tháng rồi. 2 tháng rồi. Đúng 2 tháng rưỡi tròn. Bây giờ đi 2, 3 tháng 6. Thế coi như thế, khi mình đi cái tiền mình đi xuất khẩu lao động thì mình phải chi bao nhiêu? Cũng cao. Chả có mấy chi, nói chung. Đi thì đi du lịch, một số là đi công ty. Đi theo là 1 tháng là 1 lần đấy. Đấy, 1 tháng, 1 tháng, 1 tháng 1 lần đấy đúng không? 1 tháng này. Hai đứa bạn cũng đi Hàn Quốc, cũng 1 tháng là 1 lần.
Thế đi cái là như chú nó hay là như cái này? Đi mà đi bình thường. Tiêu chuẩn là một tháng người ta ở cho về một lần. Mình lần này thì xin được cái chỗ là... Thưa, mỗi tháng nó về một lần luôn. Vâng, vâng, vâng. Đây có đứa bạn đi Hàn Quốc thế, có mỗi tháng nó về một lần. Đấy, mình đi du lịch thì mỗi tháng này là... Quả đi theo tour đấy. Vâng. Thế nhưng cái công việc của anh sang đây thì là làm cái gì? Đấy vậy, anh sang đây thì là làm... Bên đấy... Bên vào người phục vụ quán phở. Đấy, thế thì... Nhà hàng ăn, thế thì mới bảo là mấy lần trước đi thì toàn đấy toàn là ngăn hết rồi. Toàn vất vả, bếp, lần này được vào bán. Phụ bếp thì nó không phải lắm. Nên con bán này này cũng làm mộc nhưng mà vừa rồi bị phá sản bên quán Trung Quốc ấy. Sau đấy nó cũng làm phụ bếp cũng tháng 3 năm trước. Vâng. Hai vợ chồng người xưa giàu lắm. Sang quán Trung Quốc đổ một trận cái đồ gỗ đấy. Là phá sản luôn, bán hết đất cát. Giờ chạy tiền đi sang đấy làm ăn thì là nó tháng hơn 30 triệu, mỗi tháng lại về một lần. Bắt buộc phải về. Nếu con ăn ý, cháu tôi cũng muốn về nhưng mà cứ bảo là tôi con lại thì các bạn trước thì con đi thì mình lại vào một chỗ hơi việc. Thì nó lắng nó mưa thì lần này thì con vào một chỗ con vợ thì người ta đang nhờ mình giúp người ta. Nhưng mà con về thì người ta lại đón người khác sau con sang thì lại. Không, chả tìm được cần người làm lắm. Vâng, cần nhưng mà ví dụ như bây giờ vì quán của người ta nhỏ người ta chỉ lấy có thêm có mình với con đâu là người hàng người ta rồi thế mình về khoảng là nhà khoảng độ nửa tháng 10 ngày mình lại sang được hoặc là gần tháng mình sang được thì cứ về cái lại sang ngay được đâu. Thì bạn cháu nó về được 3-4 ngày nữa đi. Nếu nó về 3-4 ngày thì đi thì mới sang được. Như đây mình muốn về thì mình muốn lại nhớ nhà này, ở nhà với vợ con cái đàn ý thì này. Thằng em năm ngoái bị tai nạn bên kia mất thì thằng anh em lại em vừa đầy năm thì anh lại mất tiếp đấy cổ như tôi không thế là đầy năm rồi mới chết rồi đấy em đầy năm anh coi là bây giờ sang năm trở đi nhỉ em thì dụ tháng 8 mà anh thì dụ tháng 9 vâng đấy cái cổ vâng vừa dụ đầu được mùng 8 tháng 3 được mùng 8 mùng 9 tháng 3 à mùng 3 tháng 9 thì anh thì mùng 1 tháng 9 mất coi là được 1 tháng 7 ngày. Thế là bà là được mới anh, mới chị. Ừ, cảm ơn anh chú mấy cô với tôi thì sinh ra được 3 người con trai thì bây giờ là tôi mất một. Mất một. À mất hai. Mất hai. Mất hai rồi. Đây còn anh cả hay còn là anh út. Anh út. Cháu nó út nhất là sinh năm 83. Thế là ở đây à hay là ở bên ở chỗ khác? Ở đây ở tận mãi đất ngoài chỗ nhà văn hóa bạn. 83 là từ lợn đấy. Vâng. Tận nhà chỗ nhà văn hóa bạn. Vừa như thế này, vừa rồi này, gọi là nhiều cái lo ở người hai chú với con. Thì này, vợ thì đi mổ tuyến giáp. Chồng cũng nặng cái lo cho vợ là cố ăn này thì giữ gìn sức khỏe cho người bị nhiễm trùng nọ kia. 9 giờ đêm là thường là 11 giờ mới nghỉ rồi. Vâng. Mà vẫn điện về cho vợ, vẫn cân nhận vợ vừa đi mổ mùng 6 tháng 9 thì đến mùng 8 người ta đã cho ra viện, đáng ra thứ 5 mới được ra viện, đưa người viện chặt thì người ta bảo thế. Cho về trước, thế nên xin về trước thì được đúng một ngày, một đêm thì đến tối hôm trước là 9 giờ đêm là vợ chồng vẫn nói chuyện với nhau, vẫn khuyên nhủ nhau là giữ gìn sức khỏe, vợ lại khuyên chồng vẫn cứ kêu mỏi này. Vâng. Kêu mỏi như thế này, vẫn mấy hôm nay cũng bị mỏi, thì bảo thấy mỏi thì anh nghỉ. Thế nhưng mà... Do đồ này làm cái thì nó không phải lắng mình nữa thì vẫn bảo cố được. Cố được. Thế thì là vào 11 giờ đêm ở bên ý rồi. Thế mà đến 9 giờ mai được tầm này đã nghe điện chồng ở bên ý mất rồi. Vâng. Chắc là cám luôn. Vâng. Thế là đã điện về với bên này đã nhận được tin chồng mất rồi. Thế là đã thấy này vợ thì vừa đi ngủ về tiến giáp. Không được gói, không được cười, không được ăn, vẫn ăn cháo, vẫn hút sữa. Vâng. Trong khi cái lúc chồng mất, cuối cùng cái hôm chồng mất, chồng về đấy cuối cùng có được ở nhà đâu. Lại phải đi sang nhà bà ngoại, cái bệnh ấy lại phải tránh mùa
nếu chồng về mà kêu khóc nhiều là cũng đứt dây thần kinh nhé. Vâng. Đứt cái dây cổ mình vừa mới đi cắt về nhé. Vâng. Ai nữa là cái bệnh ý của mình là phải kiêng kiềm chống lại đám ma, không vâng. Nó lại chạy. Nó lại thì đi thế nên bị khổ. Cái lúc mà xách túi để chuẩn bị đi sang bên ngoài rồi khóc rồi. Không ai cầm được nước mắt thì là không nghĩ đã thương con mình mất lại cái thương dâu khổ. Vâng. Lại con đấy cũng cái thằng bé nhất bây giờ cháu mới đang học mẫu giáo. Đầu nhà đưa chị đầu là 2008 à? Vâng. 2008. Vâng, cháu đầu là 2008. Vâng. Cháu thứ ba là 2014. Vâng. Thế ông bà bây giờ là có cái phụ cấp gì hàng tháng không? Không cũng có, là làm ruộng cả, chẳng làm có ruộng, không có phụ cấp gì đâu. Thế như chính sách nhà mình thì không được cái hộ nghèo chứ gì à? À, vừa rồi thì cảm ơn hai chú với cô thì cái hôm này cháu nó cũng nghe tin bị mất ở bên Hàn thế thì được hai hôm thì ông trưởng thôn ở thôn tôi này vâng. Thì ông cũng trình báo lên trên xã là thôi hoàn cảnh của mẹ con nhà cháu đây thì bây giờ là bố cháu chẳng còn với lại vợ thì hẹn lại đi mổ đấy, nên đi mổ 4 lần. Vâng. Người lên 4 lần còn mổ 3 lần đẻ, 3 lần đi mổ. Vâng. Lại lần mổ tuyến giáp nữa là 4. Thì chú con nó thường nói chồng chả còn thì cho nhà cháu được vào cái hộ nghèo báo cáo lên xã thế. Vâng. Thế thì xã cũng hai người xuống, một bên người chữ thập đỏ, một người bên làm ở bên phát triển hộ nghèo. Vâng. Thì cô cũng xuống đây lấy lấy biểu khẩu thì cô cũng là chấp nhận cho hộ nghèo những chỗ biết anh có được hay không. Vâng. Cái ấy thì vừa mới được người ta sắp thực là được rồi. Vâng, thế thì còn thì cái được hay không chả rõ. Vâng. Và các bà thì hôm nay thì có con với lại bạn con đây và chị Sang đây ở Bắc. Và thứ nhất hôm nay con cũng đến đây này, thì là cũng hỏi thăm gia đình và cũng chia buồn với gia đình. Vâng. Và thứ hai thì qua cái hoàn cảnh mình thì con cũng gọi là thu những cái tấm lòng của những cái mẹ thường quân này cũng gửi qua con một ít thôi. Nó là dù cái rất chỉ là nhỏ nhưng nó là cái tất cả cái mọi cái tấm lòng của người ta gửi đến gia đình mình. Thì hôm nay con cũng thay mặt họ để đến đây, thứ nhất là sẽ giao số tiền cho bà và chị và các cháu. Thì con sẽ con bóc này ra thì số tiền thì nó chỉ là 2 triệu thôi ạ. Thì thế là con sẽ gửi lại gửi cho bà gia đình ạ. Thì qua cái ngày hôm nay nếu như mà còn có ai mà ủng hộ đến gia đình nữa thì con sẽ lại quay đây để trao cho gia đình. Thì cái thực sự là tôi thì bản thân con thì khi con cũng muốn chia sẻ, cũng muốn là rất nhiều người người ta ủng hộ để được cái số tiền nó thật sự là to. Nhưng bản thân con thì nó chỉ là một phần nhỏ nhỏ. Nên con chỉ giúp được đến phần nào thì con giúp thôi. Thì cũng muốn là rất chi là được muốn được nhiều tiền để chia sẻ với gia đình một tí. Thì thôi đây là một cái số tiền nó là nhỏ nhoi. Nên là để cho bà và ông ấy, để chị là trang trải trong cái cuộc sống hàng ngày. Qua đây thì con cũng xin cảm ơn tất cả những cái mạnh thường quân đã gửi đi cái số tiền này đến cho gia đình nhà mình. Thì qua đây thì bà mấy đại cô chị có cái điều gì muốn nói đến mọi người không ạ? Cho em xin có lời rất cảm ơn tất cả mọi người đã nghĩ đến gia đình em. Em xin tất cả cho em xin gửi lời rất cảm ơn tất cả mọi người. Vâng. Cái số tiền này không phải là có hiền không nhá. Chị bà, mà số tiền này là có tất cả cái mọi người những cái tấm lòng của mạnh thường quân ở trên cộng đồng người ta gửi đến cho gia đình nhà mình. Chứ không phải là số tiền này không phải là của em. Vâng, em chỉ gọi là đến đây để em thay mặt tất cả mọi người để trao cho gia đình mình. Thế thôi thì tôi xin có nhỏ những anh chú với cô này. Vâng. Thì không may số phận của con trai tôi vâng. Phận hàm duyên thôi, chả may tuổi trẻ phận già. Thì các chú, các cô ở trong cái gì mạnh thường quân nhỉ? Vâng ạ, vâng. Bà cứ gọi là mạnh thường quân rồi. Vâng, mạnh thường quân đã có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình tôi trong lúc này. Thì tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết là tôi cảm ơn tất cả các anh các chị các cô các bác gần xa là đã có lòng hảo tâm đến giúp gia đình tôi trong lúc như thế này. Vâng.
Các bạn này thì như vậy đây là bà là mẹ của anh Công cũng là mẹ chồng của chị Lâm đây. Thì như bà đã nói rồi thì một lần nữa thì Tâm cũng xin cảm ơn tất cả mọi người. Nếu mọi người còn muốn giúp đỡ nữa thì hãy liên hệ với Tâm hoặc là đến gia đình thì để biết thêm về cái thông tin địa chỉ của nhà chị Lâm đây. Thì mình xin đọc cái địa chỉ nhà bà luôn là thôn Trung, xã Đức Hòa đúng không bà nhỉ? Vâng, Đức Hòa, Đức Hậu ạ, qua ạ. Đức Hòa. Vâng. Thôn Trung Đức Hòa. Thì một lần nữa thì Tâm cũng xin cảm ơn mọi người. Và sau đây thì Tâm và chị Sang và bạn của Tâm đây, tất cả mọi người thì sẽ xin phép ra về. Cảm ơn các bạn nhé.